Công an quận Tây Hồ Hà Nội đang truy tìm hai đối tượng bịt mặt đi xe máy ném bom xăng đốt xe ô tô của một công ty vận tải và xây dựng trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Theo cơ quan chức năng, chiếc xe ô tô bị cháy là xe Ben vừa được công ty mua trước đó 2 tháng với giá hơn 600 triệu đồng. Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ 40 ngày 20 tháng 12, chủ nhân xe ô tô đang ngủ bên trong công ty thì nghe tiếng hô có xe bị cháy. Những người trong căn nhà gần đó chạy ra thì phát hiện một chiếc xe Ben đang bốc cháy ngùn ngụt. Mọi người hô hoán dập lửa, tuy nhiên chiếc xe ben đã bị lửa thiêu gây hư hỏng nặng phần đầu, cabin, máy và lốp. Qua trích xuất camera, khoảng 3 giờ 27 ngày 20 tháng 12, hai đối tượng bịt mặt đi xe máy đến trước cửa công ty vận tải và xây dựng nằm trên địa bàn phường Phú Thượng. Một người nhảy xuống, ném bom xăng về phía xe ô tô. Toàn bộ hành vi này diễn ra trong khoảng một phút, sau đó hai kẻ bịt mặt rời khỏi hiện trường. Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra xác minh và truy tìm đối tượng gây án.